Sử ký Tư Mã Thiên phần 7, Khổng Tử Thế Gia một Khổng Tử sinh ở ấp Trâu, thuộc làng xương Bình Nước Lỗ. Tổ tiên trước kia là người nước Tống, tên là Khổng Phòng Thúc. Phòng Thúc sinh Bá Hạ, Bá Hạ sinh Thúc Lương Ngột. Lương Ngột khi đã quá tuổi, lấy nhan thị, hai người cầu tự ở núi Nghi Khâu sinh Khổng Tử. Khổng Tử sinh ở nước Lỗ năm thứ 22 đời Lỗ Tương Công 55 trước công nguyên. Khi sinh ra, trên đầu gồ giữa lõm cho nên đặt tên là khâu tức là cái gò, tên tự là trọng ni, họ khổng. Khổng khâu sinh thì thúc lương ngột chết, chôn ở núi Phòng Sơn, núi Phòng Sơn ở phía đông nước lỗ. Khổng tử, do đó, không biết mộ cha ở đâu, vì mẹ của ông Kiên không nói điều đó. Khi còn nhỏ, khổng tử thích chơi trò bày các hay để cúng và chơi trò tế lễ. Đến khi mẹ chết, khổng tử chôn tạm mẹ ở con đường ngũ phụ vì ông cẩn thận. Mẹ của văn phụ, người đất trâu, nói cho khổng tử biết nơi mộ của cha, cho nên về sau khổng tử hợp tán cả cha và mẹ ở núi Phòng Sơn. Trong khi khổng tử còn để tang thì họ quý thép đãi những kẻ sĩ, khổng tử cũng đến đấy. Dương hổ mắng khổng tử. Họ quý thép kẻ sĩ chứ không phải thép nhà ngươi đâu. Khổng tử bèn rút lui. Khi khổng tử 17 tuổi có quan đại phu là mạnh ly tử ốm sắp chết, dặn người con cả sẽ thay mình là ý tử, khổng khâu là con cháu của bậc thánh nhân, tổ tiên bị giết ở tống người ông sáu đời là phất phụ hà lại được nối ngôi làm vua nhưng nhường ngôi cho lệ công đến đời chính khảo phu giúp đái công vũ công và tuyên công ba lần được làm thượng khanh nhưng lại càng cung kính cho nên trên cái vặt của ông ta có khắc mấy chữ được bổ lần thứ nhất thì ta cúi xuống được bổ lần thứ hai thì ta khom lưng được bổ lần thứ ba thì ta cúi thấp xuống men theo tường mà chạy nhưng cũng không ai dám khinh ta ta ăn cơm ở vặt này nấu cháo ở vạc này để nuôi miệng ta. Ông ta là người cung kính như thế đấy. Ta nghe nói con cháu bậc thánh nhân tuy không làm vua, nhưng về sau, thế nào cũng có người sáng suốt. Này khổng khâu ít tuổi, thích lễ, có lẽ là con người sáng suốt như người xưa nói. Khi ta chết rồi thế nào cũng phải thờ ông ta làm thầy. Đến khi ly tử chết, ý tử và người nước lỗ là nam cung kính thúc đến học lễ với khổng tử. Năm ấy quý vũ tử chết, bình tử lên thay. 2. Khổng tử nghèo hèn, đến khi lớn lên làm lại cho họ quý. Việc tính toán đo lường đứng đắn cho nên được làm chức coi xúc vật. Xúc vật đông đúc sinh đẻ nhiều, nên được làm tư không. Được ít lâu, khổng tử rời khỏi nước lỗ, bị ruồng bỏ ở nước tề, bị đuổi ở nước tống và nước vệ, bị nguy khốn ở giữa miền nước trần và nước thái, cuối cùng lại trở về nước lỗ. Khổng tử người cao chính thước sáu tấc, ai cũng cho là con người cao lớn và lấy làm lạ, vì nước lỗ lại đối đãi với ông tử tế nên ông bỏ về lỗ. Nam cung kính thúc ở nước lỗ nói với vua lỗ, xin nhà vua cho tôi cùng khổng tử đến đất chu. Vua nước lỗ cho ông ta một cỗ xe, hai con ngựa, một người đầy tớ, cùng khổng tử đến đất chu hỏi về lễ. Khổng tử ý kiến lão tử ở đấy. Khi khổng tử cáo từ ra về, lão tử tiễn khổng tử và nói, tôi nghe nói người giàu sang lấy tiền bạc để tiễn nhau, người nhân đức dùng lời nói để tiễn nhau tôi không thể làm người giàu sang nhưng trộm lấy tiếng là người nhân đức xin có lời này tiễn ông kẻ thông minh và sâu sắc là gần cái chết vì họ khen chê người ta một cách đúng đắn kẻ giỏi biện luận đầu óc sâu rộng làm nguy đến thân mình vì họ nêu lên cái xấu của người khác kẻ làm con không có cách gì để giữ mình kẻ làm tôi không có cách gì để giữ mình khi khổng tử ở chu về nước lỗ học trò càng nhiều lúc bấy giờ tấn bình công hoang dâm sáu khanh chuyên quyền, phía đông đánh các nước chư hầu. Quân của sở Linh Vương mạnh lớn ác Trung Quốc. Nước tề lớn, lại ở gần nước lỗ. Lỗ thì nhỏ và yếu. Nếu theo sở thì nước tấn nổi giận, theo nước tấn thì nước sở đến đánh. Nếu không phòng bị nước tề thì quân tề xâm chiếm. Năm thứ 20 đời lỗ chiêu công, khổng tử đã 30 tuổi. Vua tề cảnh công cùng án ánh đến nước lỗ. Tề cảnh công hỏi khổng tử. Ngày xưa từng một công nước nhỏ, ở nơi hẻo lánh, nhưng tại sao lại làm được nghiệp bá? Khổng tử đáp, nước tần tuy nhỏ, nhưng chí của nó lớn. Tuy nó ở nơi hẻo lánh nhưng chính trị của nó đúng đắn. Nhà vua thân hành cử bách lý hề cho làm đại phu dùng ông ta từ chỗ bị trói, nói chuyện với ông ta ba ngày rồi trao chính sự cho ông ta. Nếu làm như thế thì nghiệp vương cũng có thể làm được, chứ nghiệp bá vẫn còn nhỏ đấy. Cảnh công bằng lòng Khi khổng tử 35 tuổi, thì quý binh tử và hậu chiêu bá vì việc chọi gà mà có tội với lỗ chiêu công lỗ chiêu công đem binh đánh quý bình tử quý bình tử cùng họ mạnh và họ thúc tôn ca ba nhà hợp lực đánh lỗ chiêu công lỗ chiêu công thua chạy sang nước tề vua tề cho lỗ chiêu công ở ấp can hầu sau đó ít lâu nước lỗ có loạn khổng tử đến nước tề làm tôi ở nhà họ cao chiêu tử để được ý kiến tề cảnh công khổng tử nói chuyện âm nhạc với quan thái sư chức quan lo về nhạc nờ đề nước tề nghe nhạc thiều và học nhạc ấy say mê ba tháng không biết đến mùi thịt người tề khen ngợi cảnh công hỏi khổng tử làm chính trị phải như thế nào khổng tử đáp vua phải theo đúng đạo làm vua tôi phải theo đúng đạo làm tôi cha phải theo đúng đạo làm cha con phải theo đúng đạo làm con tề cảnh công nói thật đúng lắm nếu như vua không theo đúng đạo làm vua cha không theo đúng đạo làm cha tôi không theo đúng đạo làm tôi con không theo đúng đạo làm con thì tuy có thóc đấy ta có thể ăn được không một hôm khác tề cảnh công lại hỏi khổng tử làm chính trị phải như thế nào khổng tử đáp muốn làm chính trị thì phải lo tiết kiệm trong việc tiêu dùng tề cảnh công bằng lòng lấy ruộng đi khê phong cho khổng tử án ánh tiến lên nói bọn nhà nho chỉ là kẻ ba hoa mà không thể noi gương theo họ được họ kiêu ngạo tự cho mình là phải nên không thể để cho họ làm tôi họ chú trọng việc chôn cất, thương xót, làm mất gia sản để chôn cất cho được đầy đủ, không thể cho điều đó thành phong tục. Họ đi du thuyết hết nơi này đến nơi khác để kiếm ăn, không thể cho họ trị nước được. Sau khi các bậc đại hiền ra đời, nhà Chu đã suy, lễ nhạc thiếu sót. Nay khổng tử bày ra nhiều điều hình thức bên ngoài, ông ta làm cho cái lễ đi lên đi xuống, thành phiền phức, bày chuyện đi rảo bước và đi dơ tay, cứ như thế thì học mấy cũng không biết được lễ nếu nhà vua dùng ông ta để thay đổi phong tục nước tề thì đó không phải là điều lo lắng trước tiên đến dân vậy sau đó tề cảnh công tiếp khổng tử một cách kính cẩn nhưng không hỏi ý kiến của khổng tử về lễ một hôm khác cảnh công giữ khổng tử lại nói tôi không thể tôn quý ông như vua lỗ tôn quý họ quý mà chỉ được như giữa họ quý và họ manh mà thôi các quan đại phu nước tề muốn giết khổng tử khổng tử nghe tin ấy tề cảnh công nói ta đã già rồi không thể dùng nhà ngươi được. Khổng tử bèn ra đi, trở về nước lỗ. Bấy giờ khổng tử 42 tuổi. Vua lỗ chiêu công chết ở ấp can hầu. Lỗ định công lên ngôi. Năm thứ năm đời lỗ định công 506, mùa hạ, quý bình tử chết, hoàng tử nối nghiệp. Quý hoàng tử đào giếng được một cái vại bằng đất, trong đó có một con vật giống như con cừu. Quý hoàng tử nói với trọng ni, tôi bắt được con chó. Trọng ni nói, theo như khâu này biết thì đó là con cừu khâu này nghe nói quái vật do gỗ và đá sinh ra là con quỷ và con võng lưỡng quái vật do nước sinh ra là con rồng và con vọng tượng quái vật do đất sinh ra là con phần dương khi nước ngô đánh nước việt phá hủy cối kê có người lấy được một cái xương chở đầy một xe vua ngô sai sứ giả hỏi trọng ni tại sao xương lại lớn như vậy trọng ni nói Vua Hạ Vũ triệu tập những người làm chủ núi sông ở núi Cối Kê. Phòng phong đến sau bị vua Vũ giết phơi thay, mỗi cái xương của ông ta chở đầy một xe. Xương này là của phòng phong cho nên lớn như vậy. Người khách nước ngô nói. Ai làm thần? Trọng Ni nói. Thần của núi ông có thể làm giường mối cho thiên hạ, lo việc thờ cúng thần núi thần sông là những người thầy cúng, những người tế thần đất và thần mùa màng là các công hầu. Họ đều lệ thuộc vào nhà vua người khách nói phòng phong cai quản việc gì trọng ni đáp ông ta là vua uông vọng giữ nước phong ngu họ ly trong đời ngu đời hạ đời thương gọi là uông vọng trong thời chu gọi là trưởng dịch ngày nay gọi là đại nhân người khách nói con người ta dài hay cao bao nhiêu trọng ni đáp họ tiêu nghiêu cao ba thước đó là hạng người thấp nhất người lớn nhất cũng không gấp mười lần ba thước người khách bèn nói đúng lắm đây là một thánh nhân. Người tôi yêu của Quý hoàng tử là Trọng Lương Hoài có hiềm khích với Dương Hổ. Dương Hổ muốn đuổi Trọng Lương Hoài, nhưng Công Sơn phất nổ ngăn lại. Mùa thu năm ấy, Trọng Lương Hoài lại càng kiêu ngạo, Dương Hổ bắt Hoài. Quý Hoài tử nổi giận, Dương Hổ liền bỏ tu Hoài tử, ăn thề với ông ta, rồi tha ông ta ra. Dương Hổ do đó càng khinh họ Quý. Họ Quý cũng lớn ác nhà vua, các bồi thần cầm quyền chính trị trong nước. Do đó, nước lỗ từ đại phu trở xuống đều vượt quyền và rời khỏi con đường chính đạo. Cho nên khổng tử không làm quan mà rút về nhà sửa lại thi, thư, lễ, nhạc. Học trò càng nhiều, có cả những người từ phương xa đến. Năm thứ tám đời lỗ định công 502 công sơn phất nữ giận họ quý, bèn theo dương hổ làm loạn. Hai người muốn bỏ con trưởng của ba gia đình hoàng công để lập những người con thứ từ lâu quen thân với dương hổ. Công sơn phất nữ bèn bắt quý hoàng tử, quý hoàng tử lừa trốn được. Năm thứ chín đời định công, dương hổ thu bỏ chạy sang tề. Lúc bấy giờ khổng tử đã 50 tuổi. Công sơn phất nữ sau khi làm chủ thành phi thì nổi lên chống lại họ quý. Y sai người mời khổng tử. Khổng tử tuy từ lâu vẫn noi theo đạo, rất am hiểu việc chính trị nhưng vẫn không có dịp thực hành cái học của mình vì không ai biết dùng mình. Khổng tử nói, văn vương, vũ vương nhà chu đều nổi lên từ đất phong, Đề ở tê cảo mà làm vua thiên hạ. Này đất phi tuy nhỏ, biết đâu cũng sẽ như vậy. Khổng tử muốn đi, tử lộ không bằng lòng, giữ lại. Khổng tử nói, người ta mời ta đến có phải là vô cớ đâu. Nếu họ dùng ta, ta sẽ làm cho đất họ thành nhà đông chu chăng. Nhưng rốt cuộc, khổng tử cũng không đi. Ba, sau đó, lỗ định công cho khổng tử làm quan cai trị thành trung đô. Được một năm, cả bốn phương đều noi theo xem là mẫu mực. Từ chức quan cai trị thành trung đô, khổng tử được thăng làm tư không, rồi được làm đại tư khấu. Mùa xuân năm thứ 10 đời lỗ định công 500, lỗ giảng hòa với tề. Mùa hạ, quan đại phu nước tề là lê sử nói với tề cảnh công. Nước lỗ dùng khổng khâu thế nào cũng nguy hại cho nước tề. Tề cảnh công bèn sai sứ giả mời vua lỗ lại họp ở giáp cốc. Lỗ định công sắp sửa lên xe đến họp thân mật, Khổng Tử bây giờ giữ chức tướng quốc nói: "Tôi nghe nói trong nước có làm việc văn thì thế nào cũng phải lo việc vũ, có việc vũ thì thế nào cũng phải lo chuẩn bị việc văn. Ngày xưa các chư hầu ra khỏi biên giới thế nào cũng có các quan võ đi theo, xin nhà vua mang theo các quan Tả Tư Mã và Hữu Tư Mã." Định công nói: "Phải, bèn mang theo Tả Tư Mã và Hữu Tư Mã, họp mặt với Tề hoàng công ở giáp cốc." ở đấy dựng lên một cái đàn có ba bậc tam cấp bằng đất và hai người gặp nhau theo nghi lễ. Sau khi chào và nhường bước cho nhau, hai người lên đài rót rượu mời nhau theo đúng lễ gặp gỡ. Một viên quan nước tề rảo bước tiến lên nói. Xin tấu nhạc bốn phương. Cảnh công nói. Được. Và ngay đó, những người cầm cờ lông thú và lông chim mang lông chim, sáo, giáo, kích, kiếm và khiên bước ra trong tiếng trống và tiếng hò hét và bước lên đài 14. Khổng tử rảo bước tiến ra, bước lên các bậc tam cấp, nhưng không qua bậc trên cùng, giờ ống tay áo lên nói. Vua hai nước chúng tôi hội họp nhau thân mật, chơi thứ nhạc gì, địch làm gì? Xin ra lệnh cho quan đương sự để họ đuổi những người kia đi. Vì những người múa không chịu đi, các quan hầu nhìn án ánh và cảnh công. Cảnh công lấy làm xấu hổ, giơ tay đuổi họ ra. Một lát sau, có một vị quan nước tề rảo bước tiến ra nói. Xin tấu nhạc trong cung. Cảnh công nói. Được bọn con hát và bọn lùn nhún nhảy bước ra khổng tử rảo bước tiến ra trước cái bậc tam cấp nhưng không quá bực trên cùng nói bọn thất phu chế nhạo chư hầu tội đáng giết xin ra lệnh cho các quan đương sự trị tội họ bèn bị chặt chân tay cảnh công run sợ biết mình không làm theo nghĩa trở về cảnh công lo sợ nói với các quan người lỗ dùng đạo của người quân tử để bênh vực cho nhà vua của họ trái lại các người chỉ lấy cái đạo của bọn di địch để dạy quả nhân làm cho quả nhân có lỗi với vua lỗ bây giờ làm thế nào một viên quan tiến ra nói người quân tử có lỗi thì dùng việc làm để xin lỗi kẻ tiểu nhân có lỗi thì dùng lời nói xuân để xin lỗi nếu bệ hạ buồn về việc đó thì nên dùng việc làm để xin lỗi tề cảnh công bèn trả cho nước lỗ các thửa ruộng vận vấn dương quỳ âm trước kia đã lấy của lỗ để xin lỗi Mùa hạ năm thứ 30 đời lỗ định công, khổng tử nói với định công. Bầy tôi thì không được tàn trữ binh khí, quan đại phu thì không được có cái thành 100 trĩ. Khổng tử sai bon trọng do tức tử lộ, học trò khổng tử làm quan tể của họ quý, toàn phá hủy ba thành lũy của ba họ. Vì vậy thúc tôn trước tiên phá thành hậu, họ quý sắp sửa phá thành quý. Nhưng công sơn phất nữ và thúc tôn cầm đầu những người thành phí đánh úp nước lỗ, định công cùng ba người cầm đầu ba họ vào công quý thị lên đài của vũ tử người thành phí đánh họ nhưng không được tuy có người đã tiến đến gần đài khổng tử sai thân câu tu và nhà kỳ xông xuống đài đánh người đất phí thua người nước lỗ đuổi đánh họ thua to ở cô miệt công sơn phất nữ và họ thúc tôn chạy trốn sang tề cuối cùng thành phí bị phá khi sắp phá thành lũy đất thành công liễm sử phụ nói với mạnh tôn nếu thành bị phá thì quân Tề thế nào cũng đến cửa phía bắc, vả lại thành này che chở cho họ mạnh, nếu không có nó tức là họ mạnh không còn, tôi sẽ không phá. Tháng 12, lỗ định công vây thành nhưng không lấy được. Năm thứ 14 đời Định công, Khổng Tử 56 tuổi, rời chức tư khấu, quyền giữ chức tướng quốc. Thấy Khổng Tử có vẻ mừng rỡ, một người học trò nói: "Tôi nghe thầy nói người quân tử khi tai họa đến thì không sợ, khi phúc đến thì không mừng." khổng tử nói câu nói ấy cũng có đấy nhưng chẳng có câu vui vì ở địa ci cao quý mà khiêm tốn đối với mọi người hay sao khổng tử giết quan đại phu nước lỗ làm rối loạn chính sự là thiếu chính mão sau khi tham dự chính quyền trong nước ba tháng những người bán cừu bán lợn không dám bán thách con trai con gái ở trên đường đi theo hai phía khác nhau trên đường không nhặt của rơi những người khách ở bốn phương đến thành ấp không cần phải nhờ đến các quan bởi vì người ta đều xem họ như người trong nhà người tề nghe vậy sợ hãi nói khổng tử cầm đầu chính sự thì thế nào cũng làm bá chủ chư hầu nếu lỗ làm bá thì đất nước ta ở gần sẽ đầu tiên bị thôn tính tại sao ta không đem đất nộp cho lỗ lê sử nói trước tiên xin hãy tìm cách cản trở nếu không được thì nộp đất cũng chưa muộn Vua Tề bèn chọn 80 người con gái đẹp ở trong nước Tề, đều cho mặc quần áo đẹp, tập múa điệu Khang Nhạc và 30 cổ ngựa, mỗi cổ bốn con rất đẹp để đưa cho vua nước Sở. Vua Tề sai bày bọn con gái và những con ngựa đẹp ở ngoài cửa cao phía Nam Kinh đô nước Lỗ. Quý hoàng tử ăn mặc thường dân đến xem hai ba lần, toàn thu nhận và nói với vua Lỗ đi một vòng để đến xem. Vua Lỗ đến chơi xem đến trọn ngày. Vua Lỗ bỏ việc chính sự, Tử Lộ nói: thầy nên đi thôi. Khổng tử nói, vua lỗ sắp làm lễ tế giao, nếu nhà vua đem thịt tế đến cho các quan đại phu thì ta còn có thể ở lại. Cuối cùng, quý hoàng tử nhận nữ nhạc của tề, ba ngày không nghe việc chính sự. Khi làm lễ tế giao cũng không đưa thịt tế đến cho các quan đại phu, khổng tử bèn ra đi. Khổng tử ở đêm tại đất đồn, sư dĩ tiễn khổng tử nói, thầy không có tội gì, khổng tử nói tôi hát có được không? Bèn hát. Miệng của bọn đàn bà kia có thể làm cho ta phải bỏ chạy. Những người đàn bà kia đến thăm có thể làm cho nước mất, nhà tan. Ta đi lang thang phiêu bạc cho đến hết đời. Khi sư dĩ trở về, quý hoàng tử hỏi. Khổng tử có nói gì với ông không? Dĩ kể lại tất cả. Hoàng tử thở dài than. Phu tử bắt tội ta vì bọn đàn bà hèn hạ kia. Bốn khổng tử bèn đến nước vệ ở trọ tại nhà nhan trọc trâu anh vợ của tử lộ vệ linh công hỏi khổng tử khi ông ở nước lỗ ông được hưởng lộc bao nhiêu tôi được sáu vạn đấu lúa người vệ cũng cung cấp cho khổng tử sáu vạn đấu khổng tử ở đấy được ít lâu có người dèm khổng tử với vệ linh công vệ linh công sai công tôn dư giả luôn luôn đi theo khổng tử khổng tử sợ mắc tội khổng tử ở đấy mười tháng đoạn rời khỏi đất vệ định đi qua đất khuôn để đến nước trần. Nhàn khắc làm người đánh xe cho khổng tử, ông ta cầm roi chỉ thành phố này và nói. Ngày xưa con đã vào thành này ở chỗ thành bị phá đằng kia. Người nước khuôn nghe vậy, tưởng khổng tử là dương hổ, người nước lỗ, vì dương hổ đã có lần xâm phạm đến họ. Người đất khuôn bèn giữ khổng tử lại vì khổng tử mặt mày giống dương hổ. Năm ngày sau, nhan uyên mới đến. Khổng tử nói, ta tưởng là anh chết rồi, Nhan Uyên nói, thầy còn sống, con đâu dám chết. Người đất khuôn càng giữ khổng tử cẩn mật hơn trước, các đệ tử đều sợ. Khổng tử nói, sau khi văn vương chết đi, cái văn không phải ở ta hay sao? Nếu trời muốn làm mất cái văn ấy đi thì ta là người sinh sau đã không được biết đến nó. Vì trời chưa muốn làm mất cái văn ấy thì người đất khuôn làm gì được ta? Khổng tử sai một người đi theo là tôi của Ninh Vũ Tử ở nước vệ, sau đó khổng tử mới đi lọt khổng tử đi qua đất bồ sau hơn một tháng lại trở về nước vệ ở trọ tại nhà cừ bá ngọc trong số những người vợ của vệ linh công có nam tử nam tử sai người nói với khổng tử những người quân tử bốn phương nếu không xấu hổ về việc làm anh em với nhà vua thì thế nào cũng đến ý kiến tôi tôi muốn gặp mặt khổng tử khổng tử từ chối không được đành phải ý kiến phu nhân ở trong cái màn là khổng tử bước vào cửa ngoảnh mặt về phía bắc cúi lạy phu nhân ở trong màn lạy hai lạy các vòng ngọc và những viên ngọc mang trên người kêu lanh tanh khổng tử nói trước kia ta định không đến thăm nhưng khi đến thăm thấy tiếp đãi theo đúng lễ tử lộ không bằng lòng khổng tử thề nói nếu ta làm sai thì trời bỏ ta trời bỏ ta khổng tử ở vệ hơn một tháng vệ linh công cùng phu nhân ngồi trên xe viên hoạn quan là ung cứ cùng ngồi đi ra sai khổng tử ngồi trên cái xe đằng sau mấy người lượn qua chợ trước mặt đông người. Khổng tử nói, ta chưa hề thấy có người nào yêu đức như yêu sắc đẹp. Khổng tử cảm thấy xấu hổ về việc đó và rời khỏi nước vệ, đi qua nước Tàu. Năm ấy lỗ định công chết. Khổng tử rời khỏi nước Tàu đến nước Tống, cùng đệ tử tập lễ ở dưới một gốc cây lớn. Hoàng tư mã của nước Tống tên là Hoàng Khôi muốn giết khổng tử, chặt cây ấy đi. Khổng tử ra đi, các đệ tử nói. Phải đi nhanh đi, Khổng tử nói, trời sinh đức ở ta, hoàng khôi làm gì được ta? Khổng tử đến nước trịnh, thầy trò lạc nhau. Khổng tử đứng một mình ở phía đông cửa thành, có một người nước trịnh bảo tử cống. Ở cửa phía đông có một người tráng giống nghiêu, cổ có vẻ cao dao, vai ông ta giống tử sản, nhưng từ lưng trở xuống thì kém vua vũ ba tấc có vẻ băn khoăn lo lắng như con chó ở nhà có tang. Tử cống nói thật với khổng tử, khổng tử mừng rỡ cười mà rằng. Hình dáng bên ngoài là chuyện vụn vặt, nhưng nói giống như con chó của nhà có tan thì đúng làm sao, đúng làm sao. Khổng tử bèn đến nước trần, ở trọ tại nhà viên quan giữ thành là trịnh tử được hơn một năm. Vua ngô là phù sai đánh nước trần lấy ba ấp, rồi rút lui. Triệu ưỡng đánh triều ca, quân sở vây đất thái. Vua thái sang ngô. Nước ngô đánh bại vua Việt là câu tiện ở cối kê có con cắt chết ở cung đình vua trần bị một mũi tên bằng gỗ hổ đâm qua mình đầu mũi tên bằng đá dài một thước tám tấc trần mẫn công sai sứ giả hỏi trọng ni trọng ni đáp con cắt từ nơi xa đến đó là mũi tên của người túc thận ngày xưa vua vũ vương đánh nhà thương tiếng vang đến cả cửu di và bách mang họ đều đem sản vật địa phương đến cống để không quên nhiệm vụ của mình người túc thận bèn cống tên hổ có mũi tên bằng đá dài mỗi cái một thước tám tấc tiên vương muốn nêu tỏ cái đức sáng của mình cho nên chia những mũi tên này cho đại cơ đại cơ lấy hồ công hồ công được phong ở đất trần ngày xưa người ta đưa ngọc quý cho những người cùng họ của mình để tỏ lòng trọng người thân người ta chia cho những người khác họ những đồ cống từ các nơi xa lạ để cho họ đừng quên phục tùng vì vậy cho nên nước trần nhận được tên của người túc thận nhà vua sai thử tìm xem ở trong kho cũ quả nhiên tìm thấy có cái tên ấy khổng tử ở trần ba năm Lúc bấy giờ, các nước Tần và sở tranh cường với nhau và lần lượt đánh bại Trần Nước ngô cũng đánh Trần Trần luôn luôn bị đánh phá Khổng tử nói Ta về thôi, ta về thôi Bọn học trò của ta hăng hái nhưng nông nổi Là tiến thủ nhưng không quên bản tính của mình Khổng tử bèn rời khỏi đất Trần, đi qua đất bồ Vừa lúc ấy họ công thúc cầm đầu người đất bồ nổi loạn Người đất bồ giữ khổng tử lại trong số học trò của khổng tử có công lương nhu đem năm cổ xe của mình đi theo khổng tử. Ông là người đứng tuổi, tài giỏi, có sức mạnh. Ông ta nói, xưa kia con theo thầy gặp nạn ở đất khuôn, nay lại gặp nạn ở đây, đó là mệnh. Con lại cùng thầy gặp nạn, con quyết chiến đấu mà chết. Ông ta chiến đấu rất hăng, người đất bồ sợ hãi, bảo khổng tử. Nếu ông không đến nước vệ thì chúng tôi sẽ cho ông đi. Khổng tử cùng họ ăn thề, họ cho khổng tử đi ra phía cửa đông khổng tử liền đến đất vệ tử cống hỏi có thể phụ lời thề được sao khổng tử nói đó là vì ta bắt buộc phải thề cho nên quỷ thần không nghe vệ linh công nghe khổng tử đến mừng rỡ ra ngoài ô đón hỏi có thể đánh đất bồ được không khổng tử nói được vệ linh công nói các quan đại phu của ta cho là không được này đất bồ là nơi nước vệ dùng để chống lại các nước tầng và sở đem nước vệ mà đánh bồ có lẽ là không nên chăng. Khổng tử nói, đàn ông trong thành có chí quyết chết vì nhà vua, đàn bà có chí bảo vệ Tây Hà, những người chúng ta phải đánh chẳng qua chỉ bốn năm người. Vệ Linh Công nói, phải đấy. Tuy vậy vẫn không đánh bồ, vệ Linh Công già, lười biến việc chính sự, không dùng khổng tử, khổng tử thở dài thang. Nếu có người dùng ta thì sau một tháng đã kha khá, sau ba năm thì tốt khổng tử ra đi phật bật là quan cai trị đất trung mâu triệu giảng tử đánh họ phạm họ trung hàn và đánh trung mâu phật bật làm phản sai người mời khổng tử khổng tử muốn đến tử lộ nói do này nghe thầy nói người làm việc không phải thì người quân tử không vào nước của họ nay chính phật bật làm quan cai trị đất trung mâu làm phản tại sao thầy lại muốn đến khổng tử nói ta có nói như vậy thật đấy nhưng chẳng phải ta có nói rằng cái mà thật cứng thì mày cũng không mòn cái mà thật trắng thì bỏ vào thuốc nhuộm cũng không đen ta không phải vỏ quả bầu sao chỉ có thể treo lên mà không thể ăn khổng tử gõ khánh có người mang sọt đi qua cửa nói con người gõ khánh kia thật là có lòng suy nghĩ người sao mà ương ngạnh không ai biết mình cả thì nên bỏ mà đi thôi khổng tử học đánh đàn cầm với thầy dạy nhạc là tương tử học 10 ngày không tiếng tương tử nói ông có thể tiến nữa khổng tử đáp khâu đã quen khúc nhạc này rồi nhưng chưa nắm được cái quan hệ về số được ít lâu tương tử nói ông đã nắm được quan hệ về số rồi đấy có thể tiến hơn nữa khổng tử đáp khâu chưa hiểu được ý nghĩa sâu sắc của nó được ít lâu tương tử nói ông đã nắm được ý nghĩa sâu sắc của nó rồi đấy có thể tiến nữa khổng tử đáp khâu chưa biết người làm bản nhạc này là ai được ít lâu tương tử nói ông có vẻ oai nghiêm suy nghĩ sâu có hoài bão lớn và cao xa khổng tử nói khâu này đã biết người ấy là ai rồi ông ta lặng lẽ mặt đen người cao mắt như con cừu nhìn xa như con người làm vua bốn phương nếu không phải là văn vương thì ai có thể như vậy được tương tử rời khỏi chiếu lại hai lại nói các vị thầy dạy nhạc vẫn nói điệu nhạc này là do văn vương làm ra vì không được dùng ở nước vệ khổng tử định đi về phía tây ý kiến triệu giảng tử nhưng khi đến sông hoàng hà thì nghe tin đậu minh độc và thuấn hoa đã chết khổng tử đến bờ hoàng hà thang nước sông mênh mông đẹp thay khâu không qua được con sông này là do mệnh vậy tử cống rảo bước tiến đến nói xin hỏi tại sao lại nói như vậy khổng tử nói đậu minh độc và thuấn hoa là những quan đại phu tài giỏi ở nước tấn khi triệu giảng tử chưa thỏa mãn được ý chí của mình thì cần hai người này để nắm được quyền chính. Nhưng khi đã đạt được ý nguyện của mình thì giết đi và lên cầm quyền chính. Khâu nghe nói khi người ta mổ thai giết đứa trẻ trong bụng thì kỳ lân không đến bờ cõi. Khi người ta làm cho nước ao khô để bắt cá thì con dao long không điều hòa âm dương. Khi người ta lật đổ tổ chim thì phượng hoàng không bay lượn. Tại sao lại thế? Đó là vì người quân tử tránh những người làm hại đến những kẻ giống mình chim chó thú vật kia còn biết tránh những kẻ bất nghĩa huống gì khâu khổng tử bèn quay lại nghỉ ở làng trâu làm bài ca làng trâu để tỏ nỗi buồn của mình sau đó trở về đất vệ ở tại nhà cư bá ngọc một hôm vệ linh công hỏi khổng tử về cách bài binh bố trận khổng tử nói việc tế lễ thì tôi thường nghe còn việc quân thì tôi chưa học hôm sau vệ linh công đang nói chuyện với khổng tử thấy con ngỗng trời bèn ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt có vẻ không để ý gì đến khổng tử, khổng tử lại đi đến đất trần. Mùa hạ năm ấy, vệ linh công mất, lập người cháu tức là xuất công của nước vệ. Tháng 6, triệu ưỡng đưa thái tử vào thành thích. Dương hổ sai thái tử mang mũ trụ và tám người mặc đồ tan giả vờ đi từ nước vệ đến đón thái tử, khóc và vào thành thích, rồi ở đấy. Mùa đông vua đất thái dời đô đến châu Lai. Năm ấy là năm thứ ba đời lỗ ai công, khổng tử 60 tuổi, Nước tề giúp nước vệ vây đất thích và thái tử nước vệ là khoái ngoại ở đấy. Mùa hạ, ngôi miếu của Hoàng Công và Ly Công ở nước lỗ bị đốt cháy. Nam Cung Kinh thúc cứu hỏa. Khổng tử lúc ấy đang ở đất trần, nói. Hỏa hoạn thế nào cũng đang xảy ra ở miếu của Hoàng Công và Ly Công. Sau đó quả nhiên đúng. Mùa thu, quý hoàng tử ốm. Người ta chở ông ta trên một cái xe đi thăm thành nước lỗ. Quý hoàng tử thở dài thang xưa kia nước này đáng lẽ hưng thịnh vì ta có tội với khổng tử cho nên nước mới suy đồi quý hoàng tử quay lại bảo người con nối nghiệp mình là khang tử khi ta chết thế nào con cũng làm tể tướng nước lỗ nếu làm tể tướng nước lỗ thế nào con cũng phải mời trọng đi sau đó mấy ngày quý hoàng tử chết khang tử lên thay sau khi chôn cất xong khang tử muốn mời trọng đi nhưng công chi ngư nói ngày xưa tiên quân của ta dùng ông ta không trót cho nên bị chư hầu chê cười ngày nay nếu ngài lại dùng ông ta không trót thì sẽ bị chư hầu cười lần nữa khang tử nói như thế thì nên mời ai thế nào cũng phải mời nhiễm cầu khang tử bèn sai sứ mời nhiễm cầu nhiễm cầu sắp ra đi khổng tử nói người lỗ mời anh cầu không phải để dùng vào việc nhỏ mà sẽ dùng vào việc lớn ngày hôm ấy khổng tử nói về thôi về thôi. Bọn học trò của ta hăng hái nhưng nông nổi, họ đã khá về mặt đạo đức, nhưng chưa biết giữ mình theo đúng đạo. Tử cũng biết khổng tử nghĩ đến việc trở về nước lỗ, nên khi tiễn nhiễm cầu, nhân dặn ông ta. Khi anh được dùng thì phải làm thế nào cho nhà vua mời thầy? Nhiễm cầu ra đi. Năm sau, khổng tử từ đất trần đến đất Thái. Thái Chiêu Công đang định đến đất ngô vì vua ngô mời. Trước đấy, Thái Chiêu Công lừa dối bày tôi dời đô đến châu Lai sau đó ông ta lại định đi các quan đại phu sợ ông ta dời đô lần thứ hai vì vậy công tôn phiên bắn chiêu công chết quân sở xâm chiếm nước thái mùa thu vua tề cảnh công chết năm sau khổng tử từ đất thái đi đến đất diệp diệp công hỏi khổng tử về chính sự khổng tử nói làm chính sự cốt ở chỗ làm cho người ở xa đến và người ở gần theo mình một hôm diệp công hỏi tử lộ khổng tử là người như thế nào? Tử lộ không biết trả lời ra sao. Khổng tử nghe vậy nói. Này anh do, tại sao anh không trả lời như thế này? Con người ấy học đạo không biết mỏi, dạy người không biết chán. Khi chưa biết đạo thì phát phẫn đến nỗi quên ăn. Khi biết đạo thì vui đến nỗi quên lo, không biết tuổi già sắp đến. Khổng tử rời bỏ đất dịp trở về đất Thái. Trường Thư và Kiệt Nịch đánh đôi cùng cày. Khổng tử cho họ là những người ở ẩn, bèn sai tử lộ đến hỏi họ xem bến đò ở đâu trường thư nói con người cầm dây cương ấy là ai thế tử lộ đáp khổng khâu đấy trường thư nói khổng khâu nước lỗ đấy à tử lộ đáp phải trường thư nói thế thì ông ta biết bến đò rồi kiệt nịch bảo tử lộ anh là ai tử lộ đáp tôi là trọng do kiệt nịch hỏi anh là học trò khổng khâu phải không vâng ạ à. kiệt nịch nói thiên hạ như nước chảy cuồn cuộn đều như thế cả ai mà thay đổi được vả lại ông theo một kẻ sĩ lo tránh người chi bằng theo một kẻ sĩ lo tránh đời rồi hai người cứ cày miết mà không nói tử lộ nói lại với khổng tử khổng tử bùi ngùi nói ta không thể cùng sống với chim muôn nếu thiên hạ có đạo thì ta cần sửa nó làm gì một hôm tử lộ đi đường gặp một ông già đang mang trên lưng một cái sọt Tử lộ hỏi, cụ thấy thầy của tôi không? Ông già nói, chân tay anh không lo làm lụng, mũ cốc anh không phân biệt được, ta biết thầy của anh là ai. Cụ già cắm gậy xuống đất rồi cắt cỏ, tử lộ nói với khổng tử. Khổng tử nói, đó là một người ở ẩn. Tử lộ quay lại thì xê y già đã đi mất. Khổng tử dời đến ở đất Thái được ba năm, nước ngô đánh nước trần, nước sở cứu người trần, đóng quân ở thành phụ nghe tin khổng tử ở miền đất trần đất thái vua sở sai người đem lễ mời khổng tử đến nước sở khổng tử sắp đến chào sứ giả theo đúng lễ các quan đại phu đất trần và đất thái bàn nhau khổng tử là người hiền những điều ông ta chê bai đều nhằm đúng vào những chỗ xấu của chư hầu nay ông ta ở lâu miền trần thái mà những điều các quan đại phu làm đều sai trái không đúng ý của ông ta nước sở là một nước lớn đem lễ đến mời nếu ông ta được dùng ở nước sở thì các quan đại phu đang được dùng ở đất trần đất thái sẽ nguy mất họ bèn bàn nhau cho bọn đầy tớ vây khổng tử ở ngoài đồng không cho đi khổng tử hết lương ăn những người đi theo đều ốm không ai dạy được nhưng khổng tử vẫn giảng giải vẫn ngâm thơ đánh đàn và ca hát không tỏ ra suy yếu tử lộ có vẻ giận đến hỏi người quân tử cũng có lúc cùng khốn ư khổng tử nói người quân tử trong lúc cùng khốn thì giữ vững còn kẻ tiểu nhân trong lúc cùng khốn thì làm bậy. Tử cống mặt nổi nóng, khổng tử nói. Này anh Tứ, anh cho ta học nhiều mà biết phải không? Tử cống nói. Dạ, đúng thế, không phải thế hay sao? Khổng tử nói. Không phải đâu, ta lấy một điều để quán triệt tất cả. Khổng tử biết học trò có vẻ tức tối, bèn gọi tử lộ đến hỏi. Kinh thi nói, chẳng phải con trụy chẳng phải con hộ ở ngoài đồng vắng, đạo của ta phải chăng là sai? Tại sao ta lại gặp phải cảnh này? Tử lộ nói, theo ý của con, có lẽ vì chúng ta chưa nhân chăng nên người ta chưa tin chúng ta. Có lẽ chúng ta chưa trí chăng nên người ta không cho chúng ta đi. Nào phải thế đâu. Này anh do, nếu như người nhân thế nào cũng được người ta tin thì làm gì có chuyện bá di, thúc tề nữa. Nếu như người trí gặp việc gì cũng thông suốt thì làm gì có vương tử, tỷ can nữa. Tử lộ đi ra, Tử cống vào ý kiến. Khổng tử nói. Này anh tứ, kinh thi nói, chẳng phải con trĩ chẳng phải con hộ ở ngoài đồng vắng. Đạo của ta phải chăng là sai? Tại sao ta lại gặp phải cảnh này? Tử cống nói. Đạo của thầy hết sức lớn cho nên thiên hạ không ai dung nạp được. Thầy phải hạ thấp một chút. Này anh tứ, người giỏi nghề nông có thể biết vậy giống nhưng không chắc là gặt được. Người thợ giỏi có thể làm khéo nhưng không thể làm cho người ta vừa lòng người quân tử trau dồi đạo đức của mình theo những đường lối chính và giữ nó, điều chỉnh nó mà không thể làm cho nó được người ta theo. Anh không lo trau dồi đạo của mình mà chỉ lo người ta dung nạp mình. Cái chí của anh tứ không phải là xa. Tử cống đi ra, nhan hồi vào ý kiến. Khổng tử nói, này anh hồi, kinh thi nói, chẳng phải con trĩ chẳng phải con hổ ở ngoài đồng vắng. Đạo của ta phải chăng là sai, tại sao ta lại gặp phải cảnh này? nhan hồi nói đạo của phu tử hết sức lớn lao nên cả thiên hạ không ai dung nạp được nhưng phu tử cứ theo đó mà làm người ta không dung nạp thì có hại gì người ta không dung nạp nhưng sau này người ta sẽ thấy phu tử là người quân tử đạo không được trau dồi đó là cái điều ta lấy làm xấu hổ đạo đã trau dồi mà vẫn không được dung nạp thì đó là điều xấu hổ của kẻ làm vua một nước người ta không dung nạp phu tử thì có hại gì về sau người ta sẽ thấy phu tử là người quân tử. Khổng tử hớn hở cười. Đúng lắm, hỡi người con họ nhang, nếu nhà ngươi lắm của cải thì ta sẽ làm người quản lý của cải cho nhà ngươi. Sau đó, khổng tử sai tử cống sang sở. Sở chiêu vương đem binh đón khổng tử, kết quả khổng tử mới được thoát. Chiêu vương định phong cho khổng tử miếng đất trong sổ sách có 700 lý. Quan lệnh doãn nước sở là tử Tây nói, trong số các sứ giả nhà vua phái đến các nước chư hầu có ai bằng Tử Cống không? Không, trong số những người giúp đỡ nhà vua có ai bằng Nhan Hồi không? Không, trong số các tướng của nhà vua có ai bằng Tử Lộ không? Không, trong số các quan của nhà vua có ai bằng Tề Dư không? Không. Không những thế, tổ tiên nước Sở cũng chỉ được nhà Chu phong với cái tước hiệu là Tử và 50 dặm đất. Này khổng khâu theo phép tắc của Tam Vương, làm sáng cả cơ nghiệp của Chu công, Thiệu công nếu dùng ông ta thì nước sở làm thế nào mà được đời đời đường hoàng có đất vua ngàn dặm? Văn vương ở đất phong, vũ vương ở đất cảo đều chỉ là những ông vua có trăm dặm đất, thế mà rốt cục lại làm vương thiên hạ. Này khổng khâu có được miếng đất làm cơ sở, lại có bọn học trò giỏi giúp đỡ thì đó không phải là cái phúc của nước sở. Chiêu vương bèn thôi, mùa thu năm ấy, sở chiêu công chết ở thành phu. Một người cuồng nước sở tên là Tiếp Dư đi qua trước mặt khổng tử hát, Phượng ơi, chim phượng kia ơi đạo đức suy đồi còn biết tính sao. Việc qua càng chẳng được nào việc sau họa biết cách nào lần xoay thôi, thôi chim hãy về ngay. Con đường chính trị rắc đầy trông gai. Khổng tử bước xuống xe muốn nói chuyện, nhưng tiếp dư đã rảo bước đi mất, không sao nói chuyện được. Khổng tử bèn rời nước sở trở về nước vệ. Năm ấy, khổng tử 63 tuổi và là năm thứ sáu đời lỗ ai công. Năm sau, vua ngô và vua lỗ gặp nhau ở huyện Tăng, vua ngô đòi 100 con bò để tế. Hoàng thái tể là phỉ mời quý khang tử, quý khang tử sai tử cống đến, việc mới thu xếp xong. Khổng tử nói chính trị hai nước lỗ và vệ giống nhau như anh với em. Lúc bấy giờ người cha của thủ, vua nước vệ vẫn chưa được làm vua, vẫn phải ở nước ngoài. Vua các nước chưa hầu mấy lần trách vua vệ. Học trò khổng tử lại có nhiều người làm quan ở vệ, nên vua vệ muốn trao chính trị cho khổng tử. Tử lộ nói, nếu vua vệ giao chính trị cho thầy thì thầy sẽ làm cái gì trước? Khổng tử nói. Chắc chắn phải chính danh trước. Tử lộ nói. Sao thầy viễn vông thế? Chính danh để làm gì? Khổng tử nói. Anh rõ thật là quê mùa quá. Cái danh mà không chính thì lời nói không đúng với sự thật. Lời nói không đúng với sự thật thì việc không thành. Việc không thành thì không làm cho lễ. Nhạc phồn thịnh. Lễ nhạc không phồn thịnh thì hình phạt không đúng. Hình phạt không đúng thì dân không biết đặt tay chân vào đâu phàm người quân tử đã làm điều gì có thể nói tên cái việc đó và nhất định làm được việc đó người quân tử chớ cẩu thả trong lời nói của mình năm sau nhiễm hữu tức nhiễm cầu làm tướng quân của họ quý mang quân đánh nhau với quân tề ở đất lang và đánh bại quân tề quý khang tử hỏi cái tài cầm quân của ông do ông học gây do bản tính mà có nhiễm cầu nói tôi học ở khổng tử quý khang tử hỏi khổng tử là người như thế nào nhiễm cầu nói nếu dùng ông ta thì có danh nếu ông ta báo với trăm họ và hỏi quỷ thần về việc ông ta đã làm thì không ai không bằng lòng điều ông ta mong muốn là đạt đến cái đạo của người quân tử dù nhà vua có cho ông ta một nghìn xã ông ta cũng không mưu lợi cho mình quý khang tử hỏi ta muốn mời ông ta có được không muốn mời ông ta thì chớ đãi ông ta chật hẹp như đãi người hèn kém mới được khổng văn tử làm quan nước vệ sắp đánh thái thúc hỏi trọng ni về cách đánh Trọng đi từ chối không biết. Khi rút lui, khổng tử cho đánh xe ra đi, nói. Con chim có thể chọn cây, chứ cây kia làm sao mà chọn chim được. Khổng văn tử này ở lại. Gặp lúc quý khang tử sai công hoa, công tân, công lâm mang lễ vật đến đón khổng tử. Khổng tử trở về nước lỗ. Khổng tử đi đã 14 năm, bây giờ mới trở về nước lỗ. Lỗ ai công hỏi khổng tử về chính sự. Khổng tử đáp làm chính cốt ở chỗ chọn bầy tôi. Quý Khang Tử hỏi về chính sự. Khổng Tử đáp, chính sự cốt ở chỗ cử những người thẳng và gạt bỏ những kẻ gian xảo. Làm như thế thì những kẻ gian xảo cũng sẽ thẳng. Quý Khang Tử lo lắng về bọn trộm cắp. Khổng Tử nói, nếu ngài không ham muốn thì dù ngài thưởng cho họ, họ cũng không lấy trộm. Tuy vậy, nước lỗ Trung Quy vẫn không dùng khổng tử. Khổng tử cũng không xin làm quan. Năm, trong thời khổng tử nhà chu đã suy lễ nhạc bị bỏ kinh thi kinh thư cũng thiếu sót khổng tử theo dấu vết của lễ thời tam đại đề tựa kinh thư kinh này chép sự việc từ thời đường ngu cho đến thời tần mục công khổng tử sắp đặt lại các sự việc và nói ta có thể nói về lễ nhà hạ nhưng nước kỷ con cháu nhà hạ không đủ chứng minh những điều ta nói ta có thể nói về lễ của nhà ân nhưng nước tống con cháu của nhà ân không đủ để chứng minh những điều ta nói nếu họ có đủ thì ta đã có thể lấy ra làm dẫn chứng khi xem những điều nhà ân thêm hay bớt về lễ của nhà hạ khổng tử nói tuy một trăm đời sau cũng có thể biết được cứ thời trước chuộng văn hoa thì thời sau chuộng thực chất nhà chu noi gương hai triều đại trước lễ nghi nhà chu rực rỡ làm sao ta theo nhà chu vì thế phần truyện trong kinh thư và lễ ký là do khổng tử làm khổng tử nói chuyện với quan thái sư nước lỗ có thể biết phải chơi nhạc như thế nào. Thoạt tiên thì dồn dập, khi đã bắt nhịp thì hòa hợp, rõ ràng, tiếp tục mà đi đến kết thúc. Khổng Tử nói: Ta sau khi rời nước vệ về nước lỗ thì mới chỉnh đốn được nhạc nhã và tụng mới được xếp đặt đâu vào đấy. Ngày xưa kinh thi có tất cả hơn ba ngàn thiên. Đến thời Khổng Tử, Khổng Tử bớt những thiên trùng điệp, lấy những thiên có thể có ích cho lễ nghĩa. Những bài này bắt đầu từ tiết hậu tác giữa thuật lại thời thịnh trị nhà ân chu cho đến thời u lệ kém cỏi kinh thi bắt đầu từ nơi giường chiếu cho nên người ta nói quan thư nghiêm chỉnh mở đầu phong bài lộc minh mở đầu tiểu nhã bài văn vương mở đầu đại nhã bài thanh miếu mở đầu tụng tất cả ba trăm linh năm thiên này đều được khổng tử đánh đàn và hát để làm cho nó phù hợp với điệu nhạc thiều vũ nhã tụng từ đó người ta mới có thể thuật lại lễ nhạc đời trước để làm cho vương đạo đầy đủ và lục nghệ trọn vẹn về sau khổng tử thích kinh dịch, thích các phần tự, thoang, hệ, tượng, thuyết quái, văn ngôn. Khổng tử đọc kinh dịch làm cho cái dây da để buộc các thẻ tre đứt ba lần. Khổng tử nói, nếu cho ta thêm vài năm nữa thì ta sẽ hiểu kinh dịch một cách toàn vẹn. Khổng tử lấy thi, thư, lễ, nhạc dạy học trò. Số học trò đến 3.000 người, có 72 người thông thạo cả lục nghệ. Còn những người chỉ học một phần như nhan trọc trâu thì rất nhiều khổng tử dạy bốn điều văn học đức hạnh trung thành tín nghĩa bỏ bốn điều không có định kiến trước không nhất thiết phải theo một mặt không cố chấp không chỉ thiên về mình khổng tử cẩn thận trong việc tra giới chiến trận ốm đau ít nói về lợi mệnh và nhân khi người ta chưa cảm thấy tức tối muốn biết thì khổng tử chưa giảng khi nêu một góc mà người ta chưa thấy cả ba góc kia thì khổng tử chưa dạy lúc ở trong làng xóm thì có vẻ thận trọng như không nói được Lúc ở Tôn Miếu, Triều Đình nói với các quan thượng đại phu thì nghiêm trang, nói với các quan dưới thì hòa nhã. Đi vào cửa công thì lâm khom rảo bước, hai tay giang ra như hai cánh. Khi nhà vua gọi đến để tiếp khách thì sắc mặt thay đổi, khi nhà vua mời thì đi không đợi thắng xe. Cá ương, thịt hôi, hay không cắt ngay ngắn thì không ăn, chiếu trải không ngay ngắn thì không ngồi. Khi bên cạnh có người có tang thì không bao giờ ăn no. Ngày nào khóc thì không ca hát, thấy người để tang hay người mù thì tuy đó là trẻ em cũng tỏ ra kính trọng. Khổng tử nói, trong ba người cùng đi thế nào cũng có người thầy của ta. Những người không lo trau dồi đạo đức, lúc học không bàn bạc, nghe điều nghĩa không hướng về điều nghĩa, nghe điều không hay không biết sửa đổi thì đó là điều ta lo. Khổng tử sai người ta hát, nếu hát hay thì bảo hát lại và sau đó họa theo. Khổng tử không nói những điều quái đản, việc dùng sức mạnh, những người làm loạn và chuyện quỷ thần, tử cống nói: "Văn chương của thầy tôi đã được nghe, nhưng tôi chưa hề nghe thầy nói về đạo trời, bản tính của con người và số mạng." Nhan Uyên thở dài than. Đạo của phu tử ngẩng lên nhìn thì nó càng cao, đào sâu thì nó càng chắc, đang nhìn nó ở đằng trước, chợt thấy nó ở đằng sau. Phu tử khéo dạy người ta một cách tuần tự, lấy văn chương để làm cho đầu óc ta mở rộng, lấy lễ để ước thúc, ta muốn bỏ không được nhưng đem hết tài sức của mình ra học cũng vẫn còn cái gì vòi vọi, đứng sừng sững trước mặt, dù có muốn vương tới cũng không sao đạt đến được. Một đứa trẻ trong làng Đạt Hạt nói, khổng tử thật là to lớn, khổng tử học rộng, nhưng không nổi tiếng chuyên về một mặt nào. Khổng tử nghe vậy nói, ta biết chuyên về nghề gì, vào nghề đánh xe chăng, vào nghề bắn tên chăng, ta chuyên về nghề đánh xe vậy. Tử lao nói, Khổng tử nói, ta không được dùng cho nên lo về lục nghệ. Năm thứ 14 đời lỗ ai công, mùa xuân săn ở ngoài đồng hoang, người đánh xe của thúc tôn thị là sử thương bắt được một con thú, anh ta cho đó là điềm không lành, trọng đi thấy thế nói. Đây là con lân. Người ta đem nó đi. Khổng tử nói, sông Hà không thấy xuất hiện Hà Đồ, sông Lạc không thấy xuất hiện Lạc Thư, ta thế là hết. Nhan Uyên chết, khổng tử nói trời giết ta đến khi đi săn ở phía tây bắt được con lưng khổng tử nói đạo ta hết rồi thở dài và than không ai biết ta tử cúng nói tại sao không ai biết thầy khổng tử nói không oán trời không trách người học điều thấp mà biết được điều cao biết ta chỉ có trời chăng những kẻ không hạ thấp cái chí của mình không làm nhục cái thân của mình đó là bá di thúc tề liễu hạ huệ và thiếu liên thì hạ thấp cái chí của mình làm nhục cái thân của mình ngu trọng di dật ở ẩn không nói gì về việc đời khi làm quan thì giữ được sự thuần khiết khi bị bỏ thì theo đúng hoàn cảnh ta thì không phải như họ ta không chủ trương cứng nhắc phải thế này hay không thể như thế này khổng tử nói không không người quân tử lo rằng mình chết rồi mà cái tên của mình không được nhắc đến nếu đạo của ta không được dùng thì ta biết lấy gì để làm đời sau thế ta. Bèn dựa vào sử ký làm ra kinh Xuân Thu, chép từ thời lỗ ân công 722, 712 đến năm thứ 14 đời lỗ ai công 481 bao gồm 12 đời vua. Căn cứ vào chỗ vua lỗ là họ với nhà chu cho nên khổng tử đưa vào đấy những việc của thời tam đại. Lời nó tuy ngắn, nhưng ý rộng, các vua sở và ngô tự xưng là vương, nhưng Xuân Thu hạ thấp gọi là tử, Thực ra là thiên tử nhà châu bị gọi đến dự hội nghị ở tiễn thổ, nhưng Xuân Thu che giấu lại nói là thiên vương đi tuần ở Hà Dương. Căn cứ vào những thí dụ như vậy ta thấy một phép tắc để ràng buộc những người làm vua ngày nay. Cái nghĩa của những lời khen chê ở đấy sẽ rõ khi có bậc vương giả xuất hiện. Cái nghĩa của Kinh Xuân Thu được thi hành thì bọn bầy tôi làm loạn và bọn làm giặc trong thiên hạ sợ. Khi khổng tử làm quan, những điều người nói hay xét các vụ kiện cũng gần như lời nói chung của mọi người chứ không có gì chỉ riêng một mình người mới có. Trái lại, khi làm xuân thu thì viết cái gì phải viết, bỏ cái gì phải bỏ, những người như tử hạ không thể có một lời bàn góp. Học trò học xuân thu, khổng tử nói. Đời sau biết khâu là căn cứ vào xuân thu, bắt tội khâu cũng căn cứ vào xuân thu. 6. Năm sau, tử lộ chết ở vệ. Khổng tử ốm, tử cống đến thăm, thấy khổng tử chống gậy đi vào ở trước cửa nói. Anh Tứ, sao anh lại đến muộn thế? Nhưng đấy hát. Núi Thái Sơn sắp đổ, cột trụ nhà sắp gãy, kẻ triết nhân sắp tàn. Trong khi hát, nước mắt chảy ròng ròng. Khổng tử bảo tử cống. Thiên hạ không có đạo đã lâu rồi, không ai biết theo ta. Người đời hạ đặt cái hòm ở phía Tây, người đời ân đặt nó ở giữa hai cái cột. Đêm qua ta nằm mơ thấy ngồi giữa hai cái cột chắc vì ta là con cháu nhà ân. Bảy ngày sau khổng tử mất, khổng tử mất năm 73 tuổi ngày kỷ sửu, năm thứ 16 đời lỗ ai công 479, ai công thương viếng nói. Trời xanh không thương ta, không để lại cho ta cụ già duy nhất có thể che chở cho con người duy nhất như ta. Ta ở ngôi vua bơ vơ, đau buồn, ô hô, thương thay, mất ông ni, ta không có ai để noi theo. Tử cống nói, Nhà vua có lẽ không chết ở nước lỗ chăng? Phu tử nói, sai về lễ thì tỏ ra mờ tối, dùng chữ sai tức là làm dụng. Sai về chí là mờ tối, sai về việc làm là làm dụng. Lúc phu tử sống thì nhà vua không biết dùng, đến khi chết lại thương viếng. Thế là trái lễ, thương viếng lại nói ta con người duy nhất thế là dùng chữ sai. Khổng tử chôn ở phía bắc kinh thành nước lỗ, trên bờ sông Từ. Học trò đều để tang ba năm. Sau khi để tang ba năm, họ khóc và từ giã nhau, ai cũng khóc hết sức đau xót. Có người ở lại, riêng tử cống làm nhà ở bên mộ sáu năm mới đi. Học trò và những người nước lỗ đến làm nhà bên mộ hơn 100 nhà nên người ta gọi là làng Khổng. Các vua lỗ đời đời nối tiếp nhau tế Khổng tử theo những thời nhất định. Các nhà nho cũng giảng lễ về lễ hương ẩm và lễ bắn tên ở bên mộ Khổng tử. Mộ Khổng tử rộng khoảng một khoảnh, cái nhà trong đó ngày xưa học trò ở đời sau dùng làm miếu giữ áo mũ, đàn cầm, xe, sách của khổng tử. Việc tế tự kéo dài hơn 200 năm đến đời hán không hề dứt. Cao tổ đi qua đất lỗ dùng cổ thái lao để tế khổng tử. Chư hầu, khanh tướng đến nước lỗ thường trước tiên đến thăm mộ rồi sau mới làm việc chính sự. Khổng tử sinh lý tên tự là bá ngư. Bá ngư thọ 50 tuổi chết trước khổng tử. Bá ngư sinh cấp, tên tự là tử tư, thọ 62 tuổi, có lần bị khốn ở đất tống, làm sách trung dung. Tử tư sinh bạch, tên tự là tử thượng thọ 47 tuổi. Tử thượng sinh cầu, tên tự là tử gia, thọ 45 tuổi. Tử gia tên cơ, tự là tử kinh, thọ 46 tuổi. Tử kinh sinh xuyên, tự là tử cao, thọ 51 tuổi. Tử cao sinh tử thận, thọ 57 tuổi có lần làm tướng quốc nước ngụy Tử thận sinh phụ, thọ 57 tuổi, làm bác sĩ của Trần Vương là thiệp chết gần Thánh Trần. Con trai của em trai phụ là Tương Thọ, 57 tuổi, là bác sĩ thời Hiếu Huệ Đế, đổi đi làm thái thú Trường Sa, người cao chính thước sáu tấc Tử Tương sinh Trung, Thọ 51 tuổi. Trung sinh Vũ, Vũ sinh Duyên Nghiên và An Quốc. An Quốc làm bác sĩ của Đức Kim Thượng làm đến thái thú Lâm Hoài chết sớm. An Quốc sinh Ngang, Ngang sinh Hoang. 7. Thái sử công nói Kinh thi nói Núi cao ta trong Đường rộng ta đi tuy đích chưa đến, nhưng lòng hướng về tôi đọc sách của họ khổng, tưởng tượng như thấy người. Đến khi đến lỗ xem nhà thờ trọng nghi, nào xe cộ, nào áo, nào đồ tế lễ, học trò tập về nghi lễ ở nhà Khổng tử theo đúng từng mùa, tôi bồi hồi nán lại bỏ đi không dứt. Trong thiên hạ các vua chúa và người tài giỏi rất nhiều, khi sống thì vinh hiển, nhưng lúc chết là hết. Khổng tử là một người áo vải thế mà truyền hơn 10 đời, các học giả đều tôn làm thầy từ thiên tử tới vương hầu ở Trung Quốc hệ nói đến lục nghệ đều lấy khổng tử làm tiêu chuẩn, có thể gọi là bậc chí thánh vậy. Sau đây là phần chú thích. một Thúc Lương Ngột đã quá 64 tuổi mới lấy nhan thị. Đàn ông quá 64 tuổi lấy vợ, đàn bà quá 48 tuổi lấy chồng là quá tuổi. 2. Phải chôn tạm để sau này biết mộ cha sẽ hợp tán, chôn tạm thì dễ dời. 3. Chỉ thành thang, vua đầu tiên nhà ân. 4. Thời niên thiếu của khổng tử 5. Lão tử chống lại sự thông minh, trung và hiếu là những nguyên lý của khổng tử. Có trí khôn thì dễ nguy, nếu cứ theo trung và hiếu thì cứ hoàn toàn bị lệ thuộc vào cha và vua, khó lòng sống. 6. Lúc bấy giờ nước lỗ có ba gia đình lớn, uy quyền lớn ác nhà vua là họ mạnh, họ thúc tôn, họ quý. Cả ba gia đình này là con cháu hoàng công, ở đây nói gia đình họ mạnh tức là nói người cầm đầu gia đình họ mạnh. 7. Ý nói vua tề hậu đãi khổng tử, nhưng không thể trao chính quyền cho ông như vua lỗ đã làm đối với quý thị. 8. Quỷ trong quốc ngữ chỉ con vật chỉ có một chân sống trên núi, còn võng lưỡng thích bắt trước tiếng người. Vọng tượng là thứ thú vật ăn thịt người, phần dương hình con cửu do đất tự sinh ra. 9. Vì có thể làm mây và làm mưa. 10. Người bày tôi hai lần. 11. Đoạn 2 những điều khổng tử trải qua trước khi làm quan ở nước lỗ. 12. Tư không coi việc xây dựng, tư khấu coi về pháp luật. 13. Khổng tử nói trong khi lo việc giao hiếu không thể sao nhãn việc chiến sự. Khổng tử nghĩ nước tề không thành thực. Quả nhiên tề cảnh công nhân dịp hội họp để đâm chết lỗ định công. 14. Cảnh công định nhân dịp ồn ào, huyên áo, giết lỗ định công. 15 bề cao một trượng dài một trượng là một đổ, ba đổ là một trĩ. Đây nói chu vi thành không được quá ba ngàn thước, nếu thành rộng quá thì sẽ thành cơ sở để làm loạn. 16. Đoạn 3 những việc khổng tử làm khi làm quan ở lỗ. 17. Khổng tử tin rằng mình có nhiệm vụ thực hiện một sứ mệnh thiên liêng nên không thể bị nguy khốn. 18. Vì nam tử có tiếng dâm loạn. 19. Cao giao là viên quan giỏi của thuận tử sản làm tướng quốc ở trịnh rất có đạo đức. 20. Đại cơ là con gái đầu của Vũ Vương. 21. Ý nói nhân dân đều theo nhà vua. Tây Hà là miếng đất trong ấy có thành bồ. 22. Giàu lòng có thể làm mây làm mưa cho nên điều hòa được âm dương. 23. Ngoại là con vệ linh công, vì giết nam tử nên bỏ trốn ở nước tấn, được triệu ưỡng che chở. Dương hổ cũng ở đấy sau khi bị đuổi khỏi nước lỗ xem đoạn 3. Thấy con của ngoại là xuất công được làm vua, triệu ứng tìm cách đưa khoái ngoại vào thành tích để sau đó làm vua nước vệ. Dương hổ bày mưu như vậy để tỏ ra thái tử được nhân dân mời về. Thái tử cũng tỏ ra khóc lóc để nói rằng mình là người thừa kế chân chính. 24. Ý nói khổng tử muốn tìm vị vua hiền, tránh vị vua dở không bằng những người ở ẩn trốn đời. 25. Nhà triết học khác người thường chính là ở đấy. 26. Tức con tê ngưu. 27. Ý trách khổng tử còn có khuyết điểm, ở trên thấy tử lộ nhiều lúc không phục khổng tử. 28. Bá Di, thúc tề can Vũ Vương đừng đánh trụ. Vũ Vương không nghe, sau đó hai người nhịn đói chết, tỷ can can trụ bị trụ giết. 29. Lý ở đây là một nhóm gia đình gồm 25 nhà. 30. Ý nói sở trước kia chỉ có 50 dặm và chỉ có tước tử thế mà sau thành lớn mạnh. 31 tức là khoái ngoại vẫn ở thành thích. 32. Mỗi xã gồm 25 gia đình. 33. Nhiễm cầu bác lại ý kiến của tử Tây nói với vua sở, sợ khổng tử sẽ được lòng dân chúng rồi làm vương. 34. Ý nói nếu người cai trị ngay thẳng thì nhân dân noi theo và đều ngay thẳng. 35. Đoạn 4 cuộc đời bôn ba của khổng tử. 36. Tiết là tổ của nhà ân, hậu tắc là tổ của nhà chu. 37. Phong, Tiểu nhã, đại nhã, tụng là những bộ phận trong kinh thi. 38. Kinh dịch có phần bổ sung gọi là thập dịch tương truyền là do Khổng Tử làm gồm có những mục: Thoang, tượng, hệ từ, văn ngôn, thuyết quái, tự quái, tập quái. Chú ý, ở đây không nói Khổng Tử làm kinh dịch và có lẽ đúng sự thực. 39. Lục nghệ: thi, thư, lễ, nhạc, xuân thu, dịch, ý nói sáu môn học. 40. Theo truyền thuyết Hà Đồ là hình vẽ người ta thấy trên thân con Long Mã xuất hiện trên sông Hoàng Hà, còn Lạc Thư là do một con rùa mang ở dưới sông Lạc lên. Hà Đồ và Lạc Thư cũng như bát quái là những hình ảnh tượng trưng được dùng trong bói toán. 41. Phải chăng đây là ám chỉ thời Hán Vũ Đế vì lúc ấy việc nghiên cứu ý nghĩa của Xuân Thu phát triển rất mạnh? 42. Học trò của Khổng Tử, nổi tiếng học rộng. 43. Đoạn 5 cách giáo huấn của khổng tử về mặt văn hóa 44. Ý tử cống nói nhà vua ăn nói hồ đồ nên việc làm cũng sẽ hồ đồ Năm 468, ai cũng bị trục xuất, trốn sang việc 45. Đoạn 6 khổng tử chết và dòng dõi khổng tử 46. Nhận xét của tác giả Trong số các sử gia thời cổ đại của tất cả các nước Tư Mã Thiên gần như là người duy nhất thấy tầm quan trọng của những sự kiện văn hóa tư tưởng Ông xếp khổng tử vào thế gia xem ngang một vị vua của chư hầu và dành cho khổng tử một tiểu sử rất kỹ, rất công phu. Dưới con mắt ông, khổng tử không phải là một người thần kỳ, làm những việc hoang đường, mà là một con người ôm một lý tưởng lớn, buồn bà suốt đời để thực hành cái đạo của mình, bị chê bai, bị nhục, có những tình cảm, những khuyết điểm của con người. Ông xây dựng được đứng đắn hình tượng khổng tử và thấy rõ tác dụng của khổng tử đối với các dân tộc các sử gia đời sau có người như ban cố trách ông xem nhẹ nho giáo nhưng không đúng khổng tử là người duy nhất được xếp vào thế gia vì học thuật và được xếp thành một thiên riêng còn tất cả những người khác đều ở vào liệt truyện và ba bốn người gộp vào một truyện theo tác giả khổng tử là một thứ vua một thứ vua về tinh thần ý kiến ấy rất táo bạo và đúng khi nói đến trung quốc cổ trong bài này có nhiều câu trong luận ngữ nhưng có một số chữ khác có một vài câu nghĩa khó hiểu Hết phần 6 hẹn gặp lại quý vị ở phần 7 với nội dung Việt Vương Câu Tiễn thế gia.